Rồi, hello, xin chào mấy anh em cưu thủ ha. Chúc mấy anh em ngày mới tràn đầy năng lượng ha anh em. Rồi, bữa nay tiếp tục lên cái mẫu lồng nhôm cho anh em coi tham khảo ha. Mẫu lồng nhôm bên em là lồng nhôm làm bẻ bằng tay nha anh em. Làm bằng tay ha, điện dây ha anh em. Nhôm bali chắc lắm nha anh em. Cái nhôm này anh em leo lên ngồi luôn cũng không có xi nhê nó cho anh em, cứng lắm ha. Cái này là toàn bộ bằng thủ công bằng tay. Bóp tay gì đây là cứng ngắc không giúp giúp nha ha. Cái lồng này là cái lồng này anh em mà xài 5 năm 7 năm thì chuyện bình thường, anh em không hư hao nữa ha. Thì cái móc này là móc làm bằng thủ công bằng ta, là làm bằng inox luôn nha anh em. Cái móc thì bằng inox ha, để cho anh em xài nó bền ha anh em. Thì cái lồng này thì nó đầy đủ phụ kiện trong này hết trơn anh em. Đầy đủ phụ kiện hết trơn ha. Làm nó bằng tay cái lồng chắc chắn. Lồng này anh em cũng xài cái lồng này 5 năm 7 năm thì em thấy nó cũng bình thường, không có hư hao nó trơn ha. Không bị bất quá thì cái mâm thì để mà treo ngoài nắng thì nó bị mục thôi. Như một cái mâm thì mình mua mâm khác mình thay vô mấy chục ngàn ha anh em, chứ nó cũng không hư gì trơn anh em. Thì cái cầu ở trong là em làm bằng cái cầu bằng cái mai vàng nha anh em, cái mai vàng ha, cái mai vàng hoặc là cây me. Thường là cái mai vàng cái me khi để cho con chim của mình nó đứng lên anh em, nó không có ra móng nhiều ha, không có ra móng khỏi con mình cắt ha anh em. Thì cái lồng này, cái lồng chim bí này thì cái bề rộng của nó, bề ngang nó là 36 nha anh em, bề ngang 36 ha. Cái đem đo chiều lên cho anh em tham khảo ha. Cái chịu lên trong cái lồng này, cái lồng này là lồng nuôi giữ đuôi nha anh em. Lồng nuôi giữ đuôi ha. Lên 25 nha anh em, lên 25 ha. Cái lồng này là lồng giữ nuôi dừa luôn. Giữ lồng dừa nuôi dừa ha. Cái lồng cu thì nó khác ha. Khác với những cái lồng mà chim hót nha anh em. Cái lồng này thì em kích cỡ này là nó dừa luôn đó anh em. Nó dừa, nó không có rộng như những cái lồng chim hót ha. Chim hót thì thường là nó bay tới bay lui để cho nó ấy ha, còn cu của mình thì nó khác ha, nó không có bay như con chim ha anh em. Thì cái lồng này thì em làm cái kiểu này là nó đúng chuẩn luôn đó nha anh em, đúng chuẩn luôn ha. Thì cái lồng này hiện tại là em bán giá là 350, đầy đủ phụ kiện ha. Em thả vô là nuôi luôn ha anh em, có áo lồng, có cống nước, đồ cống nước ăn, rồi để cho cu đứng rồi luôn ha anh em. Thì là em bán giá là 350 nha anh em, bao ship cho anh em luôn ha. 350 là về tới tay anh em luôn, đầy đủ luôn ha anh em. Cứng lắm nghe anh em ngồi lên thì cũng bình thường quá vậy chứ ha, ngồi lên thì cũng bình thường ha, bao cho anh em luôn đó, ngồi lên ha anh em, cứng lắm nha. Thì cái lồng này là 350 ha anh em, 350 bao ship anh em ha, về tới tay anh em là đầy đủ phụ kiện hết trơn ha anh em, cứng lắm nghe anh em. Bóp đây, bóp tay thủ công tay, bóp không nhúc nhích nữa ha anh em, 350 ha anh em. Rồi tiếp tục lên cho anh em thêm cái lồng, cái mẫu lồng ha. Cái lồng này để mình nhốt mấy con bổi là ok lắm anh em, nó không có bay nhảy gì để hư lông lá nữa anh em. Thì cái lồng này thì kích cỡ nó bề ngang á, kích cỡ bề ngang là 32 nha anh em, 32 ha, làm bề ngang 32 là nó vừa lắm nha anh em. Rồi chiều lên của nó là 21 nha anh em, 20 ha, chiều ngang nó 20 ha, chiều lên chứ lột, chiều lên nó 20 ha, chiều ngang nó 32 nha anh em, là nó vừa lắm mình để mình nuôi mấy con bổi nha anh em. Thì ở trong thì nó cũng đầy đủ phụ kiện gì hết trơn ha anh em, có cái đế nữa nha, nhưng cái đế trong cua đứng nhưng mà em quên dục vô ha, nhưng mà về giao anh em thì có đầy đủ nha nè. Thì cái cầu nó thì cũng làm cái mai vàng hoặc cái me, cái móc nó thì cũng vậy luôn, móc nó là móc inox nha nè, nhôm thì nhôm dày cho anh em ngồi lên luôn, không mất máu không hư hao hết, làm thủ công nha nè. Thì cái này thì giá thành nó nhỏ hơn thì nó rẻ hơn nha nè, cái này thì nó 290 nha, cái kia thì 350 nè, 290 nha anh em. Thì về tới tay anh em thì cũng đầy đủ phụ kiện hết, thả vô là nuôi thôi. 290 là bao ship cho anh em luôn đó nha anh em, bao ship luôn ha. Nó giá thành nó cũng không có cao quá anh em, bởi vì khi mình làm bằng tay ở nhà một cái lồng này thì nó làm nó cũng lâu lắm nha anh em, chứ không phải là mau bẻ mà ấy một cái lồng gì mau nha anh em. Thì cái này bằng làm bằng tay chắc chắn cứng lắm nha anh em, ngồi lên cũng không có chi nhê gì nữa nha anh em. Thì lồng này là 290 nha anh em, bề ngang nó là 32, chiều lên nó 20 nha anh em. Bề ngang 32, bề chiều lên 20 là để dùng nhốt mấy con bổi hay là mấy con cua nào mà nó nhát hay là sao anh nhép anh em. Cái này thì nó vừa chuẩn lắm nha anh em, vừa chuẩn, nó không bay nhảy để hư lông hư lá nữa ha. Ok anh em ha, mấy cái dòng này là ok lắm nha anh em, cái kích cỡ này là ok ha. Ngoài ra em có bán thức ngũ cốc cho chim nữa nha anh em, cua rồi ha. Ngũ cốc bên em thì bán chạy lắm ha anh em, bán nhiều lắm, về lô ít bữa cái bán hết, cái em nhập vô lô mới nên anh em cứ không có sợ mà mối mọt hay là móc gì hết trơn ha anh em. Cái ngũ cốc này hàng tinh sạch luôn. Em chọn trong này là tới 12 loại luôn đó nha anh em, 12 loại luôn đó nha. 12 loại nha, cỏ thái bảy màu, thái đen, bô bô trắng, bô bô đen, kê vàng, kê đỏ, láng dài, láng tròn, mầm ghi và cỏ mỹ trắng nha anh em. Cái mầm ghi nè, cái màu đen nè. Màu đen nè anh em, cái này là con nào bị đường ruột yếu ăn hết bệnh luôn ha.
yếu hoặc là bị bệnh đường ruột đó rút, anh em thấy nó rút 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 đó, thì nó ăn từ từ hết luôn anh em. Thì trong này làm trộn hàng cao cấp ha, hàng nhập luôn đó nha anh em, nhập có gì có đủ ha anh em, có thuốc rồi đầy đủ anh em coi nè, mình ghi qua vàng đây nè, anh em thấy đẹp ghê không, mình ghi qua vàng nè, kê đỏ hạt nhỏ nè, này hạt nhỏ chứ không phải hạt to ha, nhỏ vừa ăn lắm nha anh em. Thì một ký ngũ cốc này vậy là mắc 60 nha anh em, 60 ha, đầy đủ trong này ha anh em, không mối mọt, không chất bảo quản anh em, đặc biệt là không chất bảo quản ha anh em coi nè, em có ghi nè, có đầy đủ nha anh em, bo bo trắng, láng tròn, láng dài, bo bo đỏ, đầy đủ cỏ Mỹ nha anh em, cỏ Mỹ, cỏ Thái, láng tròn, láng dài, đầy đủ anh em, khoáng đồ luôn nha anh em, khoáng luôn ha, khoáng khoáng nhập không bụi anh em. Bịch về đây là em bán 11 ký nha anh em, bán 150 nha anh em. Rồi anh em nào có cần cái gì thì cứ alo em ha anh em. Chúc anh em ngày mới tràn đầy năng lượng anh em. Cái ngũ cốc này bán chạy lắm nha. Ví dụ giờ cái lồng thì em miễn là bao ship cho anh em ha. Anh em mua bịch này bỏ vô cái lồng này thì ok luôn ha anh em. Khỏi tốn tiền ship cái cốc ngũ cốc luôn ha. Khỏi tốn tiền ship luôn anh em. Như vậy tiền ship thì nó cân ký anh em. Nó cân ký, nó cân ấy. Nên anh em bao cái tiền ship cái lồng này thì anh em nó lấy cho tôi thêm một ký ngũ cốc nó thảy vô luôn. Rồi anh em khỏi tốn tiền ship luôn, về đầy đủ luôn anh em. Bọc ngũ cốc này ăn khỏi cần phải nói, quá ok, ăn sung luôn luôn anh em. Rồi hẹn anh em lần sau ha anh em. Tiếp tục lần sau lên một số sản phẩm mới cho anh em mình tham khảo anh em.